Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Một hình bóng thôi, qua bao sóng gió mình về bên nhau. Tình mình thật tuyệt vời từ ngày đôi ta có. Chào người thỏa mong chờ đôi ta bấy lâu.
sẽ mãi có nhau. Từ nay đôi ta bên nhau đến mai sau, dù cho mai đây xuân xanh có phai màu, mình còn yêu mãi. Dù mai sóng gió có đến với ta, người yêu em ơi, nếu có cách xa thì tình yêu kia dẫn lối đôi ta về đây với nhau. Kính thưa ông đại diện trong nhà máy, ông bà, ông cha, ông chị họ, hôm nay chúng tôi đại diện nhà trai cùng họ hàng thân tộc xin được đến để thưa các đại diện như là ông bà thông gia, chúng tôi làm lễ và cùng với phía họ tham dự cái anh lễ bối cảnh này. Thì tôi cũng xin được thưa như thế này là nếu theo cái dự trù của gia đình chúng tôi thì công việc nó cũng được nhanh gọn như thế này, nhưng mà do cái niềm mong mỏi của cháu gái chúng tôi cũng như là ông bà thông gia thì đã được là đến tận Sài Gòn, thì cũng nhờ cái sự can thiệp và uy tín của cha Francisco là cha nhà ở đây thì mới có cái thanh lễ hôm nay. Tôi cũng xin thưa với ông đại diện và hai ông bà đi ra như vậy là vì cái công việc nó xảy ra rất là nhanh, cho nên đó là ba của cháu Phong cũng như là hai chị của cháu đó, không thể về kịp về để mà tham dự cái lễ này, cho nên chúng tôi cũng rất là tiếc, cũng xin báo với lại. Trước mặt quan viên hai họ, chúng tôi xin có một ly rượu cùng với nhau để cùng chung lo trong cái lễ cưới ngày hôm nay cho nó hai cháu được trăm năm hạnh phúc sắp cận cận mọi người. Mời các bạn. Kính thưa họ nhà trai, họ nhà gái chúng tôi rất là hân hoan đón mừng và nhân ngày thành hôn của hai cháu, chúng ta tất cả mọi sự dâng lên cho Chúa, bởi vì tất cả là mọi sự Chúa sẽ làm cho chúng ta tất cả. Vì thế nên tất cả những sai sót, những thiếu sót Chúa cũng sẽ không nhìn đến được. Vì thế nên nhân buổi gặp mặt giữa hai họ với nhau trong buổi của thành hôn này, trước hết chúng ta xin tạ ơn Chúa trước, rồi sau đó chúng ta sẽ người đằng sau. Ngày cưới để đôi ta hạnh phúc, trái tim ta mừng vui, phút tuyển thề đắm đuối với trăng sao trên trời, thề tình yêu sáng chẳng có chuyện đời sáng trời. Ngày cưới để ta giao ngắm xem đời còn thanh thang, để ta vun đắm mọi tình trong sáng, ta không quên mang tình theo năm tháng. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa lòng phán
con khóc lòng chưa cãi, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng lại Chúa. Xưa Chúa đã đến trong thành phố Cana, ban ơn lành cho đôi bạn mới và gia đình hai bên. Ngay qua bí tích hôn phối, Chúa cũng đã đến trong gia đình chúng con. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ chúng con, cho mỗi người trong gia đình và họ hàng hai bên, và toàn thể ân nhân bạn hữu. Xưa Chúa đã biến đổi nước thành rượu, ngày nay xin Chúa biến đổi tình yêu thương nhỏ bé, giới hạn của chúng con, thành tình yêu thương bao la và nồng thắm của Chúa. Xin cho gia đình chúng con biết tôn vinh Chúa, đem lại hạnh phúc cho nhau và niềm an ủi cho mọi người. Chúa là đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Lạy nữ vương, nghe nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được thầy. Hôm nay mẹ chúng con còn cháu e bà ở trong các ngày kêu đến cùng bà. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà cùng phúc nạc. Ôi con hai nhân thay dịp con dõi bước theo mẹ, lòng con biết nói gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, thân trai tình Đức Chúa Giêsu thương sao chúng con. Thân trai tình cực thân cực tình tất thân cực bà Maria cầu cho chúng con. Thánh Giuse là ban thánh sanh Đức Bà Maria cầu nguyện đồng trinh cầu cho chúng con. Thầy các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Chúng con cay bị nhân Chúa nhân từ cho ác là một điều nhân trong ngôi nhà này được nên chốt nhân mạng Đức Chúa Trời sáng đáng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa chúng con vì dâu thân gia xin chưa chúng con cho khỏi kẻ thù nhân dân cha bà con là thánh thần. Thì chúng tôi ra đây là xin trao cái tiền nhạc lễ cho bà Dung Gia, con gái. Trình các cái lễ theo cái thỏa thuận của hai gia đình. Thì xin mời ông đại diện cho chúng tôi. Dạ, bên đó là gì ạ? Ta mở lên cùng. Bác mở kia mở lên kia. Đây là quả mận. Dạ, đây là quả mâm ngũ quả. Thế đây cũng là quả bánh ạ. Đây là quả trầu cau ạ. Và heo quay thì kính xin ông đại diện cũng như là ông bà thông gia nhưng vui lòng chấp nhận cho cái lễ của bên nhà trai của tôi. Vâng, bằng một tràng pháo tay. Và xin cảm ơn họ nhà trai đã đem đến cho chúng tôi niềm vui cho hai cháu. Và đây là nữ trang á, là để dành cho cháu dâu ạ. Vâng, xin mời cô lên trao cho cháu. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for day thật tuyệt vời. Khi khắc ta có nhau trong đời, yêu anh ước muốn bây giờ ngày đây rồi. Dù chót trái đất có vỡ đôi, anh
cả hết đi lòng dối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mọi khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning. I'm still waiting, 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 waiting. Đây là bên mình và được cái con viên các tiêu vị họ nhà gái tôi đại diện của hai tổ họ chưa có muốn và cũng là bó vô màu để đây I'll be waiting till I hear you say 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 rồi tiếp nữa là anh chị bốn dặm là hồng đi đấy rồi còn vui nhân hạ nhân thiếu này rồi chúc đỗ hoàn buồn đỗ hoàn đấy vui quá hồng này đúng là hữu bền là cao còn nhá rồi nhóm bên này họ bây giờ chúng tôi là tiếp tục thì họ nhân hạ chúng tôi có thể có giao đổi bên hồng môn đấy. It felt like I knew that I always loved you from the moment I heard your name. Say for it that this way, we got that on your tongue. Em là ba mẹ thấy có hình chứ không có hình kỳ lắm. Quay rồi đâu vậy? Quay không nói gì. Quay mẹ rồi. Tay chị Hoa, tay chị Hoa. Đây là số tiền của các cô, các chú. Tấm hoa cho chú. Tấm hoa cho chú. Gửi cho con nha. Cảm ơn bây giờ thấy mấy em mới tâm thêm. Không biết là sao. Đây là một cái hàng. Gửi về cho hai con. Dạ, hôm bác. Cậu cũng thấy mặt bên dưới từ mấy cái gì mình không?
26. Thôi bây giờ thế này nè. Đã một lần rồi. Cô Nguyệt ơi, cô Nguyệt cái này đây. Đây là hai cô. Cầm tay nhau hân hoan tiến bước vào đời, hòa nhịp tim đôi ta xanh bước tuyệt vời. Ngày đẹp đôi hôm nay duyên thắm trao nhau, cùng dìu nhau mai sau dẫu có u sầu. Mọi thú vật ngoài
đồng, nhưng Adam không tìm được một chỗ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam một nơi. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà và dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam liền cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilee và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chung đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy vào các chung. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy đem múc đem cho những người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã càng ngà thì mới đem rượu sợi hơn. Còn anh lại giữ thứ rượu đó ngon tới bây giờ. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilee và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Có 3 câu hỏi, không biết là em được hỏi anh chị thử xem. Cái lời giao ước hôn nhân đó, Phong đang cười. Và thứ nhất là tự do, đúng không nào? Tự do. Cái thứ hai là tôn trọng và yêu thương. Và cuối cùng đó chính là nói lên mục đích của hôn nhân là truyền sinh để có con cái nối dài. Có một tiến sĩ Scott Speck của Mỹ là một có thể nói là một nhà khoa học. Ông định nghĩa tình yêu rất đơn sơ như thế này: yêu là một tình cảm không thể lý luận được, không thể giải thích hết được, và từ đó dẫn tới một đam mê đến độ liều lĩnh để người này chấp nhận người kia hoàn toàn khác. Yếu tố quan trọng giúp cả hai trở nên tự do hơn và cũng sẽ trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn. Anh chị thân mến, yêu là như vậy. Và chắc chắn rằng quý cha bác, quý bà và anh chị em đã lập gia đình rồi thì cũng thấy rõ đẹp như thế nào. Nhưng mà đương nhiên thì trong cuộc sống cũng đẹp. Mai kia như thế nào thì khó khăn, thử thách vân vân luôn có. Nhưng mà tình yêu thì đòi buộc chúng ta phải có sự nhẫn nhịn, tha thứ và tin tưởng
khi hồi bé con vừa mới chia sẻ lá thư của thánh Phaolô phát hiện đó cho cộng đoàn Corinto, và đặc biệt hướng về một tình yêu vị tha và yêu cho đến trọn đời. Với lời cam kết là lát nữa đây anh chị sẽ thân thương cùng với nhau, sẽ tiếp tục vun sới cho anh chị một tình yêu gia đình, cho dù có những khó khăn cực nhọc nhưng anh chị vẫn phải bên nhau và lo lắng cho nhau. Gia đình có hạnh phúc hay không chủ yếu là do hai vợ chồng biết chăm sóc cho nhau. Đặc biệt anh chị hãy biết yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời như là kim chỉ nam của cuộc đời anh chị. Như vậy, thế nào là tôn trọng? Chúng ta phải nhìn nhận với nhau rằng khuyết điểm là luôn có giữa người nam và người nữ. Không ai có thể hoàn hảo được. Nhưng cái mà chúng ta có được đó chính là sự bình đẳng. Cái chúng ta có được đó chính là cả hai đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Và nhìn thấy nơi người vợ là hình ảnh của Chúa, nơi người chồng là hình ảnh của Thiên Chúa, và cùng nhau trợ sức cho nhau. Tiếp đến tôn trọng là đón nhận. Bởi vì họ mới quen anh chị cảm thấy đẹp, và đúng là như vậy, và làm cho nhau trở nên ngưỡng mộ và say mê. Nhưng khi bước vào đời sống gia đình thì thấy nó đẹp nhưng mà đẹp kiểu khác cả. Nhưng mà chúng ta hiểu hơn nữa là tôn trọng nghĩa là lắng nghe và trao đổi. Rồi được Thiên Chúa ở bên anh chị trong ngày hôm nay, ngày trọng đại này và trong suốt cuộc đời. Và cầu chúc sự ơn lành của Chúa để rồi tình yêu của anh chị trở nên chân thành và quảng đại, dắt nhau đi đến suốt cuộc đời. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho mỗi người chúng ta và trong thánh lễ hôm tối hôm nay. Cầu chúc cho mọi người được nhiều ơn lắm Chúa. Cầu chúc cho anh chị tràn lòng hạnh phúc. Amen. Để đây chúng ta cùng với đôi lần thôi. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để mối kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt đường đáp ơn của giáo hội và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phục của anh chị và dùng bí tích đặc biệt và làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh. Anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, em xin hỏi anh chị về ý tưởng của anh chị. Anh chị đã đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Không. Không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Tự do. Tự do. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hồn Thánh không? Có. Vậy, bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ước thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh người. Anh Gian Paolo Di Buffon nhận em Maria Cao Thị Nhiên là vợ của anh và hứa dưới lòng chung thủy với em khi tình thương cũng như lúc gian nan, khi mặc khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và quan trọng nhau suốt đời anh. Em Cao Thị Yuna nhờ anh Gian Paolo Trương Quốc Phong là chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, sẽ yêu thương và tôn trọng anh hoàn thành suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh.
và xin Chúa tu đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì duyên Chúa kết hợp, loài người không được phân biệt. Và ta trong tôn Chúa, ta ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thực. Em Maria Catania xin em nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thực của anh, như cha và con và thánh thần. Anh Gian Paolo, Trung Quốc Phong xin anh nhận chiếc nhẫn này để làm bài chứng tận, để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thực của em, như cha và con. Xin anh chị quay xuống dưới để chúng ta cho cháu thật lớn để chúc mừng gia đình mới. Xin Chúa và cộng đồng họ an nha. Đây chúng ta tiếp tục chân thật lễ. Dâng lại, xin dâng lại bao nhiêu mơ đang đến trong ngày mai. Tương lai lòng sống dài, nguyện xin Ngài đưa lối đồng bay. Anh chị em hãy cầu nguyện lễ hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ đổi thay cha để ta cùng hôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng hoàn thế hội thánh người. Lạy Chúa, xin hương nhận lời chúng con cầu khẩn và che mắt nhân từ nhân của lễ chúng con dân để cầu cho các đôi tơ chua đã được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiêng. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Đã vun nâng con người được tạo thành cho ân ban của lòng từ ai Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống lọt tình yêu để được Chúa cho thông phận tình yêu vinh cường của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn mô thần. Máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con.
và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là bầu nhiên đức tin. Chúng con tha thiết Ngài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhân danh hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mẹ cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con được thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho anh Đoàn Paulo Trung Quốc Phong và chị Maria Cao Thị Như Anh trong ngày lễ hôm cuối này. Và chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các tấn bậc tổ tiên, gia đình nội họ nội ngoại đã qua đời. Xin Chúa thương cho các tấn bậc ấy được hưởng hèn ánh Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân phận quý mục chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em này được bảo hương ánh sáng tốt nhanh Chúa. Chúng con nài xin Chúa đón sau tất cả chúng con, cho chúng con được đầu hương sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Chúa Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sắp đẹp lòng Chúa qua mọi thời gian, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lời Chúa thương thay và theo lẽ đức người dạy chúng ta nhân ngày Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, nước Cha gì lên, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay hơn được cảm này và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dưỡng. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa ban phúc lành cho đôi tân hôn này. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, ban ơn phù trợ, che chở những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ cuộc sống hôn nhân. Lạy Cha tri ân, Cha đã tạo dựng con người trong hình ảnh Cha, cho họ con nam con nữ, để người nam và người nữ khi được liên kết nên một thân xác cũng được trong tâm hồn biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mặc cả chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã mua chuộc tình yêu chưa vợ chồng mà trên ta giao. Chúa đã đoái thương khi kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mọi nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Giáo hội được có bởi trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con nài xin Chúa đoái hương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là anh Gioan Paulo Trung Quốc Phong và chị Maria Cao Thị Như Anh và tôn đồ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi anh chị cùng nhau chung sống vi tích vừa cư hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên y
thơm tâm đầu. Lạy Chúa, xin cùng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình, anh chị gầy dân biết giao được con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa nói phương ban đầy ân phúc trên nương tỷ Chúa là chị Maria cao thị như anh, để khi chú toàn nghe vô làm vợ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên gian lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cùng dùng phúc làm bơi trời mà chăm sóc tôi tớ chú đây là anh Gioan Phaolô Trương Phúc Phong, để anh biết chú toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Lạy Cha Chi Thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt cha đang ao ước tiến đến bàn tiệc của cha ngày kia được hân hoan như tiệc tiên vua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Yeah.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đang kết hợp với nhau bằng bí tích hôn vui biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong ngày lễ trọng đại này của anh chị, giờ đây xin mời anh chị cùng cộng đoàn chúng ta lãnh nhận phép lòng trọng thể. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là che hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và được sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp anh chị vào lâu đài vinh cơm của Chúa. Amen. Và xin phép lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Cha Thánh Sứ, quý thầy quý gì, quý ban hội đồng giáo xứ, quý ca đoàn, quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ Kim Long đã yêu thương gia đình chúng con, cho phép chúng con tổ chức thánh lễ và hôn phối cho anh chị hôm nay. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho những công việc tốt đẹp mà quý giáo xứ đang thực hiện trong thời gian sắp tới. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Lễ sau chúc anh chị em luôn được bình an. Nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa cúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, con mẹ đừng lo. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. La 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 la
rồi nha. Hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cột dây tơ duyên hai đứa thương tới già. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh, hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cột dây tơ duyên hai đứa thương quán chạy. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Quý quan viên hai họ, quý cụ, quý ông, quý bà, cô chú, chú bác.
cùng toàn thể bạn bè thân hữu gần xa đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép chương trình xin được thay mặt cho anh em ban nhạc Hoàng Vi và cũng như dịch vụ tiệc cưới nhà hàng Phục Thịnh và chuyện lời của các chủ trân trọng gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng thân thương và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói tình yêu là món quà bằng buổi lễ thành hôn. Vậy cũng không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, tôi xin được mời lên sân khấu hai nhân vật chính quan trọng nhất trong ngày vui hôm nay, và họ cũng chính là lý do để tất cả quý vị có mặt tại đây. Chủ đề quốc phòng cô nhung Dĩ Anh, và xin mời cô nhung và chủ đề tay trong ngày tìm về thiên đại hoa để ra mắt toàn thể quý vị trong một đợt ngày hôm nay. Hãy lên từ khi đã có nhiều câu ca nhau được ngày hôm nay. Về phía họ đem gái, xin được các tổng kính mời ông Cao Hoàng Hiệp và bà Nguyễn Thị Quý Phương. Về phía họ đem gái, xin được các tổng kính mời ông Trương Hoàng Hiền và bà Phùng Kim Loan. Và xin được kính cùng nhân một cao một tay. Các tổng kính mời hai vị đại diện đến từ Quang Vinh hai gia đình. Về phía họ đem gái, xin được các tổng kính mời bà Huyền. Về phía họ đem gái, xin được các tổng kính mời bà Cầu. Và xin quý vị cùng xem trong một trang vở tay cho đi đại diện của chúng ta. Và để đáp lại phần chân tình của hai gia đình của chúng ta cùng nhận đến toàn thể quý vị, và xin hai gia đình của chúng ta cùng nghiêm mình cúi đầu chào bài quý vị có cách của chúng ta đi ạ. Và một trang vở tay được không ạ? Trong niềm tâm tư trong ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể, thì sau đây một vị đại diện đến từ Quang Vinh gia đình họ đại gái cũng có những lời phát biểu cho đại diện. Kính thưa hai cha, kính thưa quý vị quan khách, trước hết chúng tôi xin lỗi quý vị vì thiếu sót trong việc thời gian. Kính thưa hai cha, chúng con xin rất cảm ơn hai cha và quý vị, trước hết là đã dâng lễ và cầu nguyện thật nhiều cho hai cháu và đến đây để tham dự buổi liên hoan trong tình thế này. Kính thưa quý vị quan khách, chúng tôi không biết lấy gì hơn, chỉ biết chân thành dâng lên Chúa tất cả những gì mà quý vị đã dành cho các cháu của chúng tôi. Xin chúc quý vị và gia đình luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin cảm ơn nhà hàng Phước Thịnh đã tổ chức một buổi tiệc cưới hoành tráng cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha và quý vị quan khách. Chúc quý vị buổi trưa thật vui vẻ và hạnh phúc. Kính thưa quý cha, kính thưa quan viên hai họ, quý thân bằng quý thuộc, bên mà họ là gái và bên họ là trai. Hôm nay chúng tôi đại diện cho họ là trai trong cái lễ cưới của cháu Như Anh và chú Đức Phong, đã được tham dự một thánh lễ hết sức sốt sáng và với bài giảng rất là ý nghĩa của cha thánh lễ. Chúng tôi xin cảm ơn ông đại diện và bên hoàng đạo gái là ba mẹ của cháu Như Anh đã chiêu đãi trọng thị, trong khi cho chúng tôi và quan viên hoàng đạo cha chúng tôi một bữa tiệc thật là vui. Xin kính chúc sức khỏe ông đại diện, hai anh chị Suya, quý cha và quý quan viên hai họ, quý khách. Xin rất là trân trọng. Vâng, xin được cảm ơn mọi người đặc biệt của hai vị đại diện. Và xin mời hai vị đại diện của chúng ta cùng tiện lại tặng một cái bắt tay được nha. Vâng, và cùng cho phép chúng ta xin được mời hai vị đại diện của chúng ta cùng trở về từ tiện để ra mắt quạt về đại diện cơ hội của chúng ta. Và con xin mời hai bạn ạ. So as long as I live, I'm
look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Ta cùng bài bản thi về nhau. Bạn sẽ bài hát cho chúng ta. Và xin mời hai người bài mình cùng ôm nhau bằng cái ôm nhau đứng ạ. Cảm ơn và cũng xin được thay mặt cho nên bạn nhà bản thi cũng như thay mặt cho gia đình cùng tịch tử nhà hàng. Xin được chúc cho hai gia đình ngày càng keo sơn và thắt chặt hơn. Xin được trân trọng cảm ơn. Và có xin được chào về phía từ con như gia đình và xin mời hai gia đình của chúng ta được về phía bên kia. 1, 2, 3 Happy Birthday. Cây cây bụi bằng xin đừng quên nhau. Tận đây bạn nghĩa bạn tình. Tận lòng sáng tạo nhớ mình với ta. Tay trong tay nhau môi ấm ta cùng cha. Xuất hồng đại biểu cao cao khi tuyệt số có hai người cùng nhau vươn vô phòng cháy định hứa cùng với tất cả mọi người rằng anh và em sẽ sống với nhau trong đời. Mọi người có đồng ý ạ? Có đồng ý ạ? Vô trong tay được ạ? Vâng, xin cảm ơn và rất nhiều. Vâng, và trước khi cô dâu và chú rể hôn nhau thì tôi của mình bao giờ cô dâu về nhà chồng thì cũng phải hôn chú rể trước. Đấy là được rồi, như thế mà được tiền. Và bây giờ xin quý vị cùng vỗ tay thật to để chào đón một nụ hôn của cô dâu dành tặng cho chủ đề và nghe tiếng đếm của MC ạ. Và chủ đề chuẩn bị tấn công không phòng thủ gì cả nào. chưa hôn một cái ba là cô dâu đã hôn rồi. Xin thưa quý vị, cô dâu này là máu quá. Vâng, và nụ hôn thứ hai thì chủ đề là dành tặng cho cô dâu, nó phải lâu lâu một tí để cho chúng tôi trực tiếp thật lâu. Và nào, 1, 2, 3 Vâng, xin chào mọi người đi trở ngay từ và xin mời cô dâu và người đẹp và cũng xin được thay mặt cho nên ban nhạc tham đi cùng như nhiệm vụ tiền về nhà hàng xin được chúc cho cô dâu và người đẹp trăm năm hạnh phúc tình viên mãn bạc đầu nhiệm phú thê. Vâng, xin mời cô dâu và người đẹp trở lại từ về nhà. Thank you.
của anh Thành Công Đức để về thăm xã em. Liên tục chúc mừng ngày nào cho anh xin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời, đạp mây sắm năm nay xuống trời. Anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắm đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi. Ngày mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua anh rước dâu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tình có ra muốn. Và ngay